Chị em mình đều có vinh dự là quê hương của cụ Đoàn Thị Điểm, hay còn gọi là nữ sĩ Hồng Hà Đoàn Thị Điểm, một người rất nổi tiếng, xinh đẹp và tài năng. Thế thì với cương vị là một nhà biên kịch, một nhà thơ, một nhà đạo diễn, và cũng vừa biết là chị lại cũng vừa hoàn thành bộ phim về cụ. Thế thì xin chị cho biết những cái đặc điểm nổi bật của cụ Đoàn Thị Điểm. Tôi cảm thấy rất tự hào vì tôi là con gái Hưng Yên, và tôi tự hào hơn nữa là mảnh đất Hưng Yên ngàn năm văn hiến có rất nhiều những danh nhân, có rất nhiều những người tài của rất nhiều thế kỷ từ xưa đến nay. Đặc biệt ở trong các nhà những người tài đó, đặc biệt tôi rất là yêu kính cụ nhà thơ nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, danh nhân văn hóa của đất nước nói chung và của Hưng Yên nói riêng. Thế và tôi là một nhà biên kịch, tôi được học làm cái nghề điện ảnh. Thế và tôi nghĩ rằng phải lấy cái nghề mình được học và làm một bộ phim, viết một cái kịch bản về nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, danh nhân văn hóa của đất nước cũng như của quê Hưng Yên mình. Thế và ấp ủ cái mong muốn đó cũng rất là nhiều năm. Thế nhưng mà nó phải có điều kiện thì lúc ấy mới thực hiện được. Thì những người bạn Hưng Yên của tôi, cụ thể là giám đốc cũ của đài truyền hình Hưng Yên, anh Nguyễn Công Đán, cũng khuyến khích rất là nhiều, chỉ cho rất là nhiều tư liệu và động viên viết. Anh cũng là người học trường tổng hợp khoa Hán Nôm, thế và anh cũng am tường những cái tác phẩm Hán Nôm của cụ. Thế rồi bạn bè của tôi ở Viện Hán Nôm ở Hà Nội cũng chỉ cho tôi rất là nhiều những tư liệu về cụ. Thật ra thì về cụ thì học sinh nào cũng được học cái trích đoạn Trinh Phụ Ngâm ở trong nhà trường rồi. Những cái trích đoạn rất là hay, thơ long lanh của cụ nó vào tâm khảm mình từ bé. Thế nhưng mà thân thế sự nghiệp, rồi cuộc đời lên trầm xuống bổng của cụ, rồi những cái lao động viết sách của cụ, rồi những cái quan tâm của cụ đối với thế sự, thì phải đọc rất là nhiều sách mới hiểu được cụ. Bởi vì tôi làm bộ phim Hồng Hà Nữ Sĩ Đoàn Thị Điểm, kịch bản do tôi viết và tôi cũng làm giám đốc sản xuất cái bộ phim này luôn. Đây là cái cơ hội mà được Bộ Văn hóa, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Cục Điện ảnh đặt hàng sau khi đọc cái kịch bản của tôi thấy tốt và họ hội đồng duyệt kịch bản quốc gia thông qua. Và từ cái thông qua đó thì Bộ Văn hóa mới rót kinh phí để mình có điều kiện để thể hiện cái ước mơ của mình. Thật ra mơ ước là một chuyện, nếu không có điều kiện thì cũng không thể nào thể hiện được. Thế thì rất là may mắn, không hiểu là do cụ nhà nữ sĩ và Đoàn Thị Điểm linh thiêng phù hộ thế nào mà tôi rất là may mắn được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân của tỉnh Hưng Yên cũng giúp đỡ rất là nhiều, động viên rất là nhiều. Như là chúng tôi về quay ở Hưng Yên, đương nhiên là quê cụ thì tôi phải bắt buộc có những bối cảnh quê mình để có những ghi hình, những cái dạng nhãn, thì năm nay thì lại về đúng cái mùa nhãn ra hoa. Thế rồi tôi cũng đưa nhân vật Đoàn Thị Điểm, tôi tin rằng thời cụ sống thế nào cụ cũng ra đền mẫu, cụ cũng ra văn miếu. Thành thử ra tôi để cụ và cụ Nguyễn Kiều ra thăm đền mẫu lễ, và từ ở đấy cụ Nguyễn Kiều ngỏ lời cầu hôn. Thế thì đấy là một cái sự rất là linh thiêng, mà không biết là có thể lúc sống thì các cụ cầu hôn chỗ khác, nhưng mà vì mình có thể sáng tác được, mình đưa những cái đó nó lên, những cái ý tưởng nó ý nghĩa hơn, nó hay hơn, và nhân thể mình cũng giới thiệu được những di tích của quê mình trong phim. Thì đấy là cái tấm lòng của tôi, không chỉ riêng đối với cụ mà đối với cả quê hương Hưng Yên của mình nữa. Thế và được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân rất là quý, quý các nghệ sĩ cũng đón tiếp nhiệt tình và tạo mọi điều kiện để cho chúng tôi thuận tiện trong cái việc ghi hình. Thì cái bộ phim này thì không chỉ thế đâu, mà cũng nhờ danh của cụ đi sang quay ở bên tỉnh Thái Bình cũng thế, được chủ tịch tỉnh rồi chủ tịch huyện Vũ Thư nơi chúng tôi quay cũng đến tận nơi thăm anh em, bởi vì cụ là danh nhân văn hóa của đất nước, và cái tài của cụ, cái đức độ của cụ, tôi nghĩ là cụ là một trong cùng thời với cụ là có nhà thơ Hồ Xuân Hương, rồi bà Huyện Thanh Quan. Thế mỗi người một cá tính, nhưng riêng bà Đoàn Thị Điểm thì là một con người vô cùng xinh đẹp, tài ba, nhưng lại công dung ngôn hạnh cực kỳ là mẫu mực,
không có điều tiếng gì mà rất chú trọng cái công dung ngôn hạnh của nữ giới, nữ quyền, nữ giới. Và cụ đã viết những các cái điều đó để răn dạy phụ nữ phải như thế nào. Hai nữa là về cái tài thơ, cụ dịch chữ Hán ra chữ Nôm của Trinh Phụ Ngâm, tác phẩm của cụ Đặng Trần Côn ra chữ Nôm, thì tôi nghĩ rằng cái bản chữ Nôm mọi người nó được phổ biến rộng rãi và rất là hay, nó long lanh và nó là tiếng của người Việt. Thế còn Hán, chữ Hán thì đương nhiên là vay mượn của Trung Quốc, Trung Hoa. Thế thì ngoài thế, cụ lại còn là một phụ nữ rất quan tâm đến thế sự. Trong cái truyền kỳ Tân Phả của cụ, cụ có viết một cái chuyện đời xưa nhưng mà để răn dạy đời nay. Trong đó có 10 điều răn những người làm vua, làm quan phải như thế nào. Mà tôi thấy lời thì cổ nhưng mà nó rất là đúng với hiện nay mà Trung ương cũng như là Ban Bí thư cũng như là Bộ Chính trị đưa ra những cái nghị quyết mà để làm trong sạch cái đội ngũ cán bộ và liêm khiết và vì dân. Thế thì những các cái 10 cái điều răn đấy tôi cũng phải đưa vào trong phim, bởi vì nó là cái rất là quan trọng. Và hai nữa là cái cuộc đời của cụ nó cũng long đong, thật sự là một con người hy sinh vì gia đình rất là nhiều, hy sinh bản thân đi đang làm con nuôi cụ thượng thư ở trên Thăng Long như thế, mà vì gia đình có biến, ông cụ mất rồi phải về chịu tang, rồi anh mất, rồi sau rồi nhìn thấy mẹ thì già, anh cháu thì còn dại mà chị dâu thì tàn tật, thế là không lên học nữa mà ở nhà dạy học, bốc thuốc để nuôi chị, dạy cháu và chăm mẹ. Thì đấy là những cái đức tính mà tôi nghĩ thời ngày hôm nay phải nhìn vào cái những cái gương đấy để học tập, để mà noi theo. Chứ bây giờ chúng ta hô hào cái cá nhân, cái độ tôn vinh, cái gọi là cái tôi rất là lớn, sống ích kỷ và không có nghĩ gì đến những người thân thiết, cho nên rất là đau lòng. Mà trong cái đó người xưa, cụ sống có 4-3 năm trên dương thế thôi, nhưng mà cụ làm được bao nhiêu là việc. Mà tôi nghĩ 100 phút của chúng tôi khắc họa trên màn ảnh lớn, ở trên các rạp chiếu bóng, chiếu phim thì cũng không hết được. Tôi chỉ lấy được những cái đoạn, những cái chính yếu nhất của cụ. Và làm sao lại còn phải có những cái giai thoại mà cũng phải đưa vào để mà tôn vinh cái đức phẩm hạnh của cụ, và cũng như là cái nghĩ ngợi của cụ trong cuộc sống, dù sống ở Kinh Thành Thăng Long hay là về Giai Phạm đây, cũng như là về Hưng Yên đây sống, thì cụ vẫn là cụ và vẫn có những cái quan tâm rất là lớn đối với đất nước, đối với xã hội, đối với gia đình. Thế thì tôi nghĩ rằng với cái tấm lòng của mình và với cái ý tưởng như thế, và tôi đã viết một cái kịch bản như vậy và cũng được ekip vừa rồi cũng đi quay suốt đến tháng rưỡi, gần 2 tháng. Thì hiện nay đã xong cái giai đoạn ghi hình và hiện tại thì đang ngồi dựng phim để làm cái khâu hậu kỳ nữa, phải đến cuối năm nay phim mới có thể hoàn thành. Thì tôi cũng cố gắng là con gái Hưng Yên, thì cả cuộc đời mình cũng đi phục vụ đất nước nhiều rồi, đi chiến trường rồi làm phim về nhiều nơi, về nhiều đề tài, nhưng cuối đời thì cố gắng làm một phim về Hưng Yên. Và ít quá, bởi vì thật sự mà nói, Hưng Yên cái này nó cũng không phải trách nhiệm của tỉnh ủy hay ủy ban, các anh chỉ có thể hỗ trợ thôi. Cái này nó chỉ là cái xuất phát từ làm nghề, cái tình cảm. Vâng, mấy hai nữa cái này nó thuộc chuyên sâu, nó thuộc về của một cái bộ chuyên ngành là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, nó có cái cục điện ảnh và nơi tôi làm việc, thì tôi nghĩ rằng là cố gắng để các anh ấy ủng hộ để mình có điều kiện thực hiện cái mong ước của mình. Vì thời gian thì nó không có nhiều, cho nên là để có thể nói về cụ những điểm nổi bật về tài năng, về đức hạnh hoặc là trên một lĩnh vực nào đó, thì chị là người đã đọc, người là nghiên cứu rất là nhiều. Đặc biệt là khi phải làm bộ phim thì chị đã phải dành thời gian, dành tâm huyết của mình. Thì những cái gì mà để gọi là cái người phụ nữ Hưng Yên có thể tự hào về cụ, thì chị có thể chia sẻ đôi điều. Tôi nghĩ phụ nữ Hưng Yên nói riêng, phụ nữ Việt Nam nói chung, nó đều có cái mẫu số chung cả. Nó đều là những người hiền hậu, xinh đẹp, hiền hậu, đảm đang, trung thủy, rồi nhân văn và yêu chồng, thương con. Đấy là những đặc tính chung. Thế còn riêng con gái Hưng Yên ở đây thì tôi nghĩ tỉnh nào cũng có người tài. Tỉnh nào cũng có người tài, tỉnh nào ở đất nước mình cũng có những người để lại tên tuổi cho đất nước, trong cả quân sự lẫn văn hóa, lẫn kinh tế.
Thế nhưng mà những cái người tài ở các tỉnh đó thường là tụ tập ở trên kinh thành và làm nó có ở kinh thành thì Thăng Long xưa và Hà Nội ngày nay thì đương nhiên là nó có điều kiện để tiếp xúc, để có thể để thể hiện cái mong ước của mình, hoặc là nó có điều kiện để mình có thể thực hiện được những cái phấn đấu của mình hơn. Nó người ta bảo là làm văn nghệ thì phải về tận trên thủ đô. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng các anh ở các tỉnh, các hội văn nghệ các tỉnh rất là nhiều người giỏi và bám được với cái cuộc sống và viết những cái chuyện hoặc là những bài thơ rất là hay. Thì người tài dù ở đâu thì người ta cũng vẫn là người tài. Chỉ có điều là cạnh cái sự tài năng cũng phải lao động một cách rất là vất vả. Thì tôi viết cái kịch bản này phải nói là khi ngồi viết thì chỉ có một mình thôi. Một mình với cái máy vi tính của mình và mình sáng tác ở trên máy vi tính. Và tôi cũng may mắn, tôi có cảm giác rất tâm linh như là được cụ phù hộ. Thành thử ra là tôi viết rất là nhanh. Viết nhanh và 24 trên 24 luôn. 24 trên 24 luôn, hầu như mỗi đêm tôi chỉ ngủ được 1-2 tiếng. Và viết nó căng thẳng, tôi không chợp mắt được. Thì tôi bảo cứ nằm thế này phí, tôi lại dậy, tôi bật cái máy tính và tôi lại làm việc tiếp. Đến nỗi mà ông xã tôi lúc ấy còn sống, còn phải kinh ngạc nên mà sao em làm thế thì ốm chết. Nhưng mà rất may là không ốm, không hề ốm, bởi vì đồng chí Thứ trưởng Tạ Quang Đông đặt hàng để chị viết cho em và chị cố gắng trong 10 ngày phải xong. Thế và tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái người rất là bảo lãnh cho mình về cái bộ phim. Thế và tôi cũng không phụ cái lòng tin của Thứ trưởng. Vâng, tôi không phụ lòng tin của Thứ trưởng và tôi chớp luôn được cái thời cơ đấy. Thế và được duyệt luôn và được kinh phí để làm. Thế và trong lúc đi làm thì một mình tôi phải chỉ huy, tức là tôi có cái công ty gọi là tên giao dịch là Hồng Ngát Phim, tức là cũng gọi là trong cái lĩnh vực văn hóa thì mình cũng có cái hãng của mình, hãng riêng, được tư nhân được phép mở hãng phim tư nhân. Thế và mình lại đứng ra không còn là tác giả nữa mà lại đứng ra là giám đốc sản xuất, phải lo cho cả đoàn phim 6-70 con người. Thế mà vất vả như thế mà cụ cũng thương thế nào, cụ Đoàn Thị Điểm thương nào mà cũng không ốm. Cũng không ốm để hôm nay có thể nói chuyện được với anh. Đi đâu là có người giúp đỡ, có quý nhân phù trợ, có quý nhân phù trợ. Quý nhân là từ các cụ tâm linh cho đến những người tử tế ở khắp nơi. Ví dụ như là đi đến đâu nhân dân cũng yêu mến, thì nấu cho bát cơm cho đoàn phim ăn ngon lành thì đấy cũng là được phù trợ. Cũng chỉ tiền nhà nước cho ăn như thế, nhưng vào cái người ta nấu có tâm thì anh em được ăn ngon, được no. Thế còn vào cái người không có tâm thì rất là đói. Thế mà tôi rất là thương lính, nghĩ là các anh ấy quay 24 trên 24 làm việc hiện trường từ 4 giờ sáng có khi đến nửa đêm mới về. Thế mà chỉ có ăn một bát cơm nóng, bát canh nóng thôi mà cũng không lo được thì sẽ ốm. Cho nên là đi đâu tôi cũng giống như quân đội ấy, tức là hậu cần phải đi trước. Phải ngủ, có cái chỗ ngủ để có điều hòa mùa hè và có nước nóng mùa đông để tắm cho nó hồi sức và có bát cơm nóng để ăn. Thế cũng mừng là tỉnh ủy, ủy ban tỉnh Hưng Yên các anh ấy mở toang cửa nhà khách ra để cho đoàn phim vào nghỉ. Rất quan tâm, không, tôi cố gắng để làm sao trong cái hậu kỳ này, rồi còn âm thanh, âm nhạc, rồi còn rất là nhiều những cái công đoạn hậu kỳ, anh làm phim anh biết rồi, để cố gắng để làm sao lên được một bộ phim. Rất là xúc động về cụ, chỉ mong thế thôi, bởi vì nó cũng khó khăn lắm, bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà mình quay ở thế kỷ 18, bối cảnh không có, đâu cũng nhà lầu xe hơi. Thế thành thử ra đi đến khắp cả miền Bắc mới chọn được một vài cái bối cảnh nó giống, tức là ở Thái Bình cái thời mà nông thôn ngày xưa ấy, bọn tôi phải dựng lại cái nhà ba gian hai trái của cụ ở đấy. Và bây giờ huyện Vũ Thư mấy đồng chí chủ tịch tỉnh Thái Bình xin cái chỗ để làm du lịch đấy. Bởi vì cái bối cảnh đấy ngày trước đấy các anh ấy cũng đã quay về cụ Nguyễn Du, về cụ Đại Thi Hào Nguyễn Du. Thế bây giờ mình lại quay về Đoàn Thị Điểm, rồi có cả cụ Đặng Trần Côn nữa, hai danh nhân nữa. Thế các anh cũng đến thăm và anh bảo là thôi chị cứ để nguyên trạng như thế để chúng tôi sẽ làm tour du lịch. Để làm tour du lịch Thái Bình rất tinh, rất nhanh. Du lịch bởi vì cái huyện Vũ Thư đấy là có cái chùa Keo này, lại có cả cái bảo tàng hậu chiến của nhà văn Minh Chuyên, và bây giờ lại có thêm cái cụm này nữa.
Em chúng tôi còn dựng cả một cái chợ quê ngày xưa. Quá tuyệt vời làm gì nữa. Coi bằng họ... bằng tiền ngân sách của nhà nước đấy. Cô họ cô phải chơi. Họ không mất cái gì mà họ được hưởng tất cả cái đó. Họ có đài thọ chị không? Không, có chủ tịch thì có đến cho mấy thùng quà cho anh em và cũng có cho cái phong bì khiêm tốn thôi nhưng mà thế cũng là quý ạ. Quan tâm rồi. Vâng. Em xin hỏi chị bây giờ thì nói như thế thì có nghĩa là kể đến bao nhiêu thì cũng chả đủ được. Vâng. Bởi vì cái một là cái tài năng, thế rồi những cái công hiến của cụ cho đời là rất là lớn. Vâng. Đặc biệt là để lại 10 cái điều đấy mà dân dạy như thế mà vẫn còn nguyên cái giá trị như thế. Đây 10 điều tôi sáng tôi có chép ra này. Vâng. Muốn bền gốc nước phải trừ kẻ bạo tàn. Có thể chị đọc cho em. Đây. Sau đó thì em muốn hỏi thêm chị một câu là bây giờ cứ nói đến Đoàn Thị Điểm thì chị nói cái gì để người ta hiểu được ngay? Có lẽ mọi người nhớ nhất cái Trinh Phụ Ngâm, cái bản dịch của cụ. Và cuối kết phim tôi có nói, tôi có đưa cái câu thoại vào nhân vật Đặng Trần Côn khi ông ra viếng mộ của bà, viếng mộ của Đoàn Thị Điểm và đặt cái bản bản in cái tập thơ Trinh Phụ Ngâm bằng chữ nôm lên để thắp hương. Thì bởi vì trước khi đi theo chồng vào làm tổng trấn ở Nghệ An thì bà có đưa bản thảo cho cụ Đặng Trần Côn và tôi đi vào đấy thì cũng không biết thế nào vì thời đấy Nghệ An cũng là rừng thiêng nước độc. Cái bản thảo này thì đưa cho tiên sinh cầm để khi nào có điều kiện thì in ra cho mọi người đọc. Thế và cuối phim thì là bà ấy đi trên đường đi vào thì là bị cảm hàn mất, cụ bị cảm hàn và mất ở trên đường ở trong cái xứ Nghệ đấy. Thế và Đặng Trần Côn thì là một người tri âm tri kỷ về văn chương với cụ. Thế và đã in giữ đúng lời hứa và đã xuất bản cái bản chữ nôm. Mọi người đọc rất rộng rãi và rất yêu mến cụ bằng qua cái bản đó. Cho cận nhà chú như để cố đọc cho chú 10 điều. Thế và đặt cái cảnh cuối phim ấy là đặt lên và nói rằng cái bản chính của ta đã chết đi trong bản dịch của nàng. Đấy, tức là tôn trọng đề cao bà đến như thế. Thì sau đó thì lại tiếp đến cái cảnh hai mộ của hai cụ bây giờ. Tôi cũng ghi hình mộ hai cụ và có cái lời ngoài hình là hiện nay mộ của hai cụ Đoàn Thị Điểm, nữ sĩ Đoàn Thị Điểm và tiến sĩ Nguyễn Kiều Phu Quân nằm ở phường Phú Xá, Hà Nội. Và bạn tôi đã thường là quay hai cái cảnh ấy trước Tết, xong rồi là về sau mới lại quay ấy vì phim như anh nói là về mình còn dựng mà. Đấy. Chị đọc cho em. Đây, 10 điều răn của nữ sĩ Hồng Hà, nữ sĩ nhà thơ Đoàn Thị Điểm. Một là muốn bền gốc nước phải trừ kẻ bạo tàn. Thì đấy cũng nó cũng giống bao giờ cũng vậy nhá. Hai, giữ nếp xưa, mọi phiền nhiễu nên bỏ. Tức là về thủ tục hoặc về những cái sự quấy nhiễu thì không nên tồn tại. Ba, ngăn kẻ lạm quyền để trừ mọt nước. Đấy. Bốn, loại bọn quan tham vơ vét của dân. Năm, mở lối nho phong để lửa đóm được soi cùng mặt trời mặt trăng, tức là tìm đốt đuốc tìm vàng, tức là tìm những người tài. Có khi để cho mình đọc thôi nhỉ, mình cứ giải nghĩa này nhỡ nó xài chết để mình đọc lại nhé. Mười điều răn của Đoàn Thị Điểm. Một, muốn bền gốc nước phải trừ kẻ bạo tàn. Hai, giữ nếp xưa, mọi phiền nhiễu nên bỏ. Ba, ngăn kẻ lạm quyền để trừ mọt nước. Bốn, loại bọn quan tham vơ vét của dân. Năm, mở lối nho phong để lửa đóm được soi cùng mặt trăng, mặt trời mặt trăng. Sáu, tìm những lời trực giác để đường ngôn luận được rộng mở. Bảy, rèn luyện binh sĩ cần lấy hạng có dũng lực hơn là vóc lực. 8. Chọn tướng trước nên lựa người thao lược, sau mới đến bậc thiếu gia. 9. Khí giới cốt tinh nhuệ hơn là lòe loẹt. 10. Tập trận pháp cốt chỉnh tề không cần múa nhảy. Tức là 10 điều cả về văn hóa chính trị lẫn tìm người tài hiền tài lẫn cả quân sự lẫn các thứ thì ở trong 10 cái điều răn với một nữ sĩ, một người mà tưởng như chỉ làm nhà thơ thôi nhưng mà tư tưởng rất là quan tâm đến thế sự.
Và cái 10 điều răn này thì tôi nghĩ chỉ là cái lời nó cổ thôi, chứ ý nghĩa của nó thì hiện nay là Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra những cái nghị quyết để trong sạch đội ngũ đảng viên. Tôi nghĩ là mấy các lãnh đạo thì tôi nghĩ nó cũng giống như thế. Thực cái cốt lõi nó có đều như thế. Rồi, rất cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn anh.